Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là cho trường quân Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Và tập trước thì mình đã bắt đầu lưỡng đầu thọ địch khi mình bắt đầu triển khai quân đánh cả hai hướng. Nhưng với một cái nền kinh tế mà hùng mạnh như thế này thì mình cũng không hoàn toàn sợ gì bọn chúng nó cả. Và bây giờ thì mình đang có kế hoạch là chuyển đổi các cái công trình này nó sang nhưng mà nó lại trừ chị An thì mình bây giờ mà tăng tiếp thì mình hết lương thực. Nó một cái vấn đề hơi băn khoăn một tí xíu. Nhưng mà thôi, không sao cả. Mình chuyển các cái công trình tôn giáo, như cái vùng này tôn giáo đạo Do Thái vẫn đang bị giảm này. Bây giờ làm nào để tăng được lên đây? Đấy, những cái vùng này thì có thể những cái cảng như thế này, vùng này nó có khá nhiều cảng biển nhỉ? Có thể mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ xây dựng cái công trình văn hóa thay vì xây dựng cái đây này, đạo Do Thái này này, thì nó cũng tăng vệ sinh dịch tễ mà nó cũng tăng cả ảnh hưởng của đạo Do Thái nữa. Có điều là nó trừ lương thực các bạn ạ. Vâng, cái công trình kia thì nó không bị trừ lương thực nhưng mà nó tăng chủ yếu vào cái tăng trưởng này. Đâu rồi? Đây. Đấy, nó chủ yếu tăng vào tăng trưởng, mà tăng trưởng thì mình cũng không cần lắm. Bởi vì là nói cho cùng thì bây giờ tăng trưởng thì nó không quan trọng lắm rồi. Thì vùng này nó full hết, unlock tất cả các công trình rồi thì chúng ta cũng cần về tăng trưởng. Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải tăng vào lương thực nữa. Và các cái vấn đề này, chị An vùng này chưa tốt lắm. Chúng ta cứ từ từ. Mình sẽ xây dựng công trình này, nó trừ lương thực thì có lẽ là mình sẽ phải bổ sung lương thực thêm, nhưng mà không sao cả. Mình muốn tăng mạnh cái vấn đề tôn giáo của mình lên đấy. Cái vùng này lương thực tốt này, mình sẽ thay cái công trình này dần đi. Chưa thể thay hết ngay được, bởi vì là nếu thay hết ngay thì nó là cả một vấn đề đấy. Chúng ta sẽ thay một cách từ từ. Đây, vùng này rất là giàu có về lương thực. Để chuyển sang cái công trình tăng về vùng này lương thực cũng tàn tạ. Nếu mà thay công trình này đi thì hiện tại nó 8 điểm. Mình đang muốn chuyển sang cái công trình văn hóa. Tăng trưởng các cái vùng này mắc rồi. Đây này, nên chúng ta không cần tăng trưởng nữa. Đấy, tương tự thế vùng này. Đến lúc chúng ta xong rồi thì chúng ta phá đi thôi. Vùng này thì mình rất ái ngại, nếu như chúng ta phát triển vào công trình đấy thì nguy cơ chúng ta thiếu lương thực nhỉ. Bây giờ không sao cả, chắc là 5 điểm thì bị trừ mất một chút xíu, chắc không vấn đề gì đâu. Giai đoạn đầu chúng ta cần phải xây công trình này, bởi vì là cái công trình này nó tăng cái tăng trưởng, nó giúp chúng ta unlock các công trình nhanh, về sau thì chúng ta có thể chuyển sang cái công trình tôn giáo để tăng nhanh vấn đề tôn giáo lên. Rồi, vùng này chúng ta xây nốt cái cảng biển nữa thì là ok đấy nhỉ. Đây, cảng lương thực đi, cộng thêm một ít lương thực nữa là chắc là ổn. Phải đẩy mạnh cái vấn công cuộc phát triển tôn giáo lên. Đây, cải đạo là một vấn đề rất lớn. Vấn đề vệ sinh ở đây tốt, không cần, cứ để từ từ đã. Rồi, tập trước thì mình đã tập trung quân đội ở đây với một cái lực lượng khá là hùng hậu rồi. Và mình cũng đang do thám quân đội xem quân địch nó đóng quân ở những đâu. Thì mình thấy là quân địch nó cũng khá đông đấy. Nên là mình thì đang có kế hoạch đưa quân đi. Và bây giờ thì tạm thời đóng đây đi. Chúng ta chưa vội vàng được. Chiến tranh là không thể vội vàng. Chiến tranh là không thể vội vàng. Đây, chúng ta đóng một quân đoàn ở đây rồi, hạm đội đây. Và chúng ta có thể tấn công theo dọc biển. Và đây, quân đoàn nữa đang được triển khai đến. Mình muốn đảm bảo rằng là chúng ta có đủ lực lượng đánh chứ không phải là bị đánh. Hình như chúng ta phải xuống đây mới mua được lạc đà, đúng không? Đúng rồi. Ồ, rất tiếc là chúng ta không mua được. À đây, đúng rồi, xuống đấy để mua lại mấy con lạc đà đã.
Chị An vùng này cũng tạm cho phép rút quân đi rồi. Nào, bây giờ thì còn thằng Đông La Mã thì bây giờ nó đang gặp vấn đề lớn ở đây rồi. Nó bị chạy đây thì thằng đây, Sassonid nó đang quây chặt bọn này. Mình sẽ tiếp tục điều quân sang đây để do tham các cái vùng đất, xem thằng Đông La Mã nó còn quân ở đâu. Quân đoàn này thì có lẽ vẫn đóng đây. Thái tử có thể sẽ kết hợp chờ chị An một chút thì sẽ tấn công đổ bộ lên cái vùng này. Nhưng mà trước tiên thế thì chúng ta cần thêm một cái hạm đội ở đây, chuẩn bị cho cái hạm đội này sang để đánh. Đây chúng ta có một quân đoàn à. Mình chưa biết là mình đang cần quân sang phía bên nào. Bên kia thì bốn quân đoàn mình nghĩ là tạm thời ổn rồi, đúng không ạ? Mình nghĩ là rút quân về đây đi để mua thêm quân đã. Trong ngắn hạn nó cũng chưa dám đánh nhau mình được. Có lẽ hơi dở đấy khi mà mình chưa có cái lực lượng phòng thủ ở đây, chưa kịp xây một cái lực lượng phòng thủ ở đây. Mất 6 lượt để chúng ta có thể chuyển đổi đốc công để thành lập phòng đội là rất là tuyệt. Thanh niên này mình cũng không còn nhiều tướng nữa nhỉ, nên nó cũng khó. Kỵ binh chúng ta không có nhiều kinh tế của chúng ta rất là mạnh nên chúng ta cho phép mà mình có thể phát triển quân đội. 2-3 cái này mất bao điểm, 20.000 rồi. Được, nghiên cứu xong cái đấy thì mình sẽ lại nghiên cứu tốt tiếp cái này. Được, kinh tế của chúng ta trụ được, mình nghĩ là trụ được. Mình cần phải nâng cấp hết các cái nhánh hỗ trợ cho quân đội đi lên đó, để quân của mình nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chưa kể bọn này đấy, 32 sát thương rồi, nếu như mà vào đánh trận nữa thì chúng ta đánh trên sa mạc này, vùng ở Trung Đông này thì chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm cả Nam nữa, thêm tấn công cận chiến nữa. Bây giờ thì vùng này ăn lắp của nó đầy đủ hết rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phá hủy xây công trình tôn giáo đi. Chúng ta xây công trình tôn giáo thì tốt hơn. Phá cái này trước. Cái vùng này lương thực cũng tốt rồi, mình không sợ lắm. Chúng ta cần phải tôn giáo của chúng ta phải lên đến 75% các bạn ạ, thì chúng ta mới có xây được cái nhà lính đời cuối để có thể tuyển được cái đội lính của đạo Do Thái các bạn nhé. Đấy, hiện tại thì hạm đội chúng ta có 3/5 quân đoàn chưa full. Mình nói chung mình chưa dùng bao giờ full, mấy khi mình dùng full quân đội đâu. Rồi, ai già ơi, nó tiến quân hơi nhanh, nó tiến ra tận đây rồi thì chúng ta phải tranh thủ tấn công trước. À, tại sao mình không cho hai thằng ngu cho nó xông vào đánh chết trước nhỉ? Thôi, có thêm hai thằng tiếp viện thế này thì quân địch đỡ làm sao được. Có thêm hai đơn vị tiếp viện đằng sau. Ready for orders. Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Cái này chúng ta chắc là phải hạ xuống một cấp. À không cần. Công trình này là công trình gì đấy?
Không, chúng ta sẽ không dùng cái công trình này. Mình sẽ cần công trình lương thực thôi. Và tôn giáo. Các cái làng nhỏ bây giờ có lẽ mình chỉ xây cái công trình lương thực và tôn giáo thôi. Mỏ đá này. Ồ, sao Sanit nó đã tiến ra tận đây rồi. Chúng ta không đánh tranh vào Constantinople thì chúng ta mất nhiệm vụ bây giờ ấy. Vấn đề thì ở cái vùng này nó có cái công tài nguyên này mà mình chưa sử dụng này. Bỏ cái xe bán đá đi. Nó có cái công trình tăng xây dựng cái dầu lưu à. Chúng ta bây giờ đang là hạng một thế giới rồi. Và nếu chúng ta đè bẹp lốt thằng Sasonic nữa thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng kế hoạch của mình là sẽ độc chiếm. À đây rồi. Thằng Sasonic. Ôi 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 chết rồi, nó chiếm mất công xong cái nốt thì nhục đấy. Rất may là nó lại không chiếm được. Hoặc nó cướp cũng phải. Còn mấy cái thằng này nữa chứ, mình quên mất này. Chả hiểu nó kiểu gì. Rồi, giúp mình dẹp loạn, tuyệt thật. Cuộc nổi loạn ở vùng Tiểu Á đã bị dập tắt rồi. Một tướng nữa của chúng ta hẹo rồi. Một tướng nữa của chúng ta hẹo rồi. Tăng thêm cái này lên nữa thì ấy, upkeep của chúng ta giảm xuống rất nhiều bởi vì là cái nó cứ xây cái nhà thờ tôn giáo lên đã. Bây giờ thành Constantinople. Thành Constantinople nó hạ xuống cấp 1 à? Ready for orders. Tại sao lại hạ thành Constantinople xuống cấp 1 là thế nào? Laying siege to the settlement. Không còn quân đồn trú nữa do bị cướp bóc ở tập lượt trước thằng Sasanid đã cướp à. Rồi chúng ta đã chiếm được Constantinople rồi. Thành phố mà nghìn năm tuổi đây. Ready for orders. Nhiệm vụ của mình hình như là phải đánh chiếm đến hết vùng phía bắc này Constantinople này phải. Lương thực. Nhà thờ à? Sửa đúc tiền của cải từ công trình đến từ cái vùng này nó được hỗ trợ cái gì đây? Ủy quan Constantinople của cải từ các công trình văn hóa khỉ thật. Đây chúng ta sẽ wow. Đạo Do Thái này. Nhưng mà được cái lương thực của mình nhiều. Vùng này lương thực của chúng ta cũng khá khá. Nó rút quân đi rồi à? Thái tử đâu rồi? Sao đây? Rồi. Nó rút quân đi đâu ấy nhỉ? Chắc là nó không đánh không nổi, nó bắt đầu nó rút quân dần đi về rồi. Nó không bảo vệ nổi các cái cảng biển phía xa này thì nó bắt đầu nó rút quân đi. Một trận chiến mà có cả hải lục không quân đánh như này thì auto cho nó nhanh. Mình cứ tưởng cái quân lúc nãy nó có một cái quân đoàn đóng đây, mình đã chuẩn bị sẵn hai một hạm đội một quân đoàn để đánh, nhưng mà cái thứ nó lại rút đi.
Ready for orders. Đây à? Rồi, và thông thường thì nó sẽ nổi loạn ở vùng này đúng không? Mình còn chưa nâng cấp được nhà lên cấp 4 mà nó đã lên đời 4. Cửa đó này. Khóa đi. Có thể chuyển sang công trình này. Sửa. Lần sau hôm nay là nổi loạn ở đây luôn đúng không? Mình dẹp loạn luôn, lo gì đâu. Thông thường nó sẽ, nếu có cái thành chính thì nó sẽ nổi loạn ở cái thành chính nhiều hơn. Rồi, mình sẽ chiếm cái vùng này nốt để thống nhất cái vùng lãnh thổ này của mình. Ai ở nhưng mà không có quân. Những vùng này mình đập đi rồi thì không biết là đập -6, -4 cũng hơi căng nhỉ. Không sao lắm. Mà xây công trình văn hóa lên thì mình dễ hết được thực lắm. Thực tốn 5 năm thực. Không sao cả. Để phát triển văn hóa chúng ta phải chấp nhận thôi. 29. Ready for battle. Nó định ám sát tướng của mình à? What the hell? Tại sao không mua được mấy con lạc đà này nào? Ôi chạy này chạy lính nốt. Khỉ thật. Ở đây. Chạy này chạy lính, chạy trên mới là chạy lạc đà. Thằng này ngáo đá à? Ra đây đứng nhau ngắm nhau với anh. We fight for you, my lord. At your command. Cái thằng này nó chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh với Hung Nô. Còn mình chưa thấy Hung Nô ở chỗ nào cả. Và hình như Hung Nô đang là đồng minh. À không. Không còn đồng minh nữa rồi. Cho thằng này nó hết chạy đó. Ở đây nó có khá nhiều quân đoàn. Ai ôi, phun kỵ. How may I serve you? Sabotage, as you ordered, my lord. I have done all you asked, my lord. Chỉ có 25% di chuyển thôi, không nhiều lắm đâu. We fight for you, my lord. Chơi luôn. Make haste, men. Vấn đề là mình đánh xong mình lại phải rút à? Ready for battle. Quân đoàn này đâu à? Ăn. Trận chiến liên hợp. Settlement. We take this settlement for you, my lord. Nếu mình chọn đánh đêm thì sao? Nó khá nhiều thuyền pháo đấy. Không đùa được. Một trận đánh liên hợp giữa hải lục không quốc, hải quân và lục quân. Nói chung thì nó sẽ phải đổ bộ lên bờ thôi, bởi vì là mình, nếu không mình chiếm thành của nó, nó sẽ cho quân đổ bộ. Bộ binh của mình cứ từ từ mà tiến vào. Cái khó nhất của phe mấy anh Trung Đông này là lấy đâu ra pháo cỡ lớn. Mình có thể farm pháo cỡ lớn bằng cách kích động nổi loạn ở các cái vùng của La Mã để nó có thể unlock vào các cái đội pháo cỡ lớn, nhưng mà chơi cái trò đấy nó cũng hơi lâu.
Tốt nhất là chúng ta không nên đi sát bờ biển bởi vì là nó có pháo hạm. Chúng ta tấn công vào từ hướng này. Nói chung hướng nào cũng thấy bên này hay bên này cũng được. Ở đây thì nó tiện, nó gần hơn, nhưng mình tấn công luôn. Rồi, hạm đội của nó chắc chắn sẽ phải đổ bộ và chúng ta sẽ đốt cái tháp canh trước đã. Good news, additional forces have arrived. Nó định quay ra để tấn công hạm đội của mình rồi. À, hổ báo nhờ. The enemy approaches. At the ready. We outnumber the enemy. Tuổi gì mà dám xông ra đây? Ok. À ta. Pháo hạm bắn kìa. Lã lại nó ngay. Cẩn thận nó bắn cháy bố thuyền bây giờ. Nhanh dập lửa đã. Nhanh hủy ngay mấy cái pháo hạng của nó đấy. Ô kìa. Kinh thật, bọn này gớm ghê nhỉ. Không chịu trèo lên bờ còn thích ở dưới biển đánh nhau mình. Nó bắn theo chìm thuyền mình mất. Ồ, chìm một thuyền của mình đấy. Bọn này gớm thật. À, nó dùng chiến thuật hit and run này. Nó hit and run à? Hit and run này. Quân của mình chưa kịp vào hết, nó bắn trước. Ơ, chết, à không chết, chết đúng chỉ huy à? Vãi thật. Nó khôn phết, nó nhằm đúng chỉ huy cái bắn. Bắn vào đây mà. Bộ binh của mình xem. Không thành vấn đề. Nó không làm được cái trò gì cả. À, quân của mình đỡ phải mua quân là được. Tướng thì thiếu gì. Để đây chìm rồi, phá cái này cho anh, chuẩn bị xông vào đổ bộ.
Bắn. The enemy's tower has been destroyed. Mày khôn thế cả, khôn như mày ở quê tao đầy. Dăm ba cái thằng La Mã này á. Nó định xông thẳng vào tướng của mình kìa. Ôi giời ơi. Nó định xông thẳng vào tướng của mình cơ. Định xông thẳng vào tướng của anh à? Ôi, pháo mình bắn vào chỗ này à? Chết cơ hớ quân của mình. Có lạc đà đâu à? Kinh nhở, nó giết chết cả đội Speed đấy mà không mất một con lạc đà nào cả. Vãi lúa thế. Lạc đà chưa phi. Ghê nhở. Anh không mất một con lạc đà nào luôn. Thực ra trận này mình cũng đâu có cần phải dùng đến người hải quân đâu. Mấy con lạc đà nó được thể nó càng ác thế. Khỏe thế nhở, chưa chết con nào cơ à? Ghê thật. Mà đây là lạc đà đời đầu ấy, chứ không phải là lạc đà đời cuối. Lạc đà đời cuối của bọn này Hinja này thì nó còn mạnh nữa đấy. Mấy cái con lạc đà đời cuối. Mình sẽ kiểm soát toàn bộ cái khu vực châu Phi này để có thêm tiền. My lord. Your orders, my lord. Gì đây? Móng ngựa. À, tăng tốc độ di chuyển thôi. Thế ở đây nó có sẵn cái công trình nhân giống ngựa này. Cảng hải quân này. Tôi cứ sửa đi đã.
Rồi sửa cái này đi, sau đó chuyển nó sang công trình của đạo Do Thái. 44% chúng ta sẽ bị tụt liên tục. Và ready for orders. March. Chúng ta sẽ dụ hai thằng này ra đấy. Mình đang tăng cái hỗ trợ cho tất cả các đơn vị quân bằng cách lên cái công nghệ. Khi mà lên được full công nghệ đấy thì quân của chúng ta mới mạnh được. Chuyển sang chế độ phục kích cho anh. Đây rồi. My lord, waiting for more orders. Tầm quan sát trên bản đồ. Tăng thẩm quyền. Cộng 2 điểm nữa. Cũng được. Quân đoàn. Đây là quân đoàn mới thành lập. Anan has many faces. Quân đoàn mới thành lập và đánh như thế là cũng hổ báo rồi. Đợt sau chúng ta sẽ mua được lạc đà đây. Chị An một ngày tốt rồi, cộng 17 đây. Xây đi, xây cái ruộng ở đấy là được. Ready for orders. Vây cái cảng này lại đã. Ái già thằng này nó. Ái già nó chiếm hết cả cái vùng Italia rồi cả. Forming a blockade. Quân đồn trú của nó cũng bình thường. Có một cái pháo hạng. Yes. Ăn đâu nhỉ? Blockading. Chơi kiểu này là giết luôn vua nó này. Bộ binh của nó thường thôi. Cái quan trọng là nó không có lính đánh xa mấy. Đánh thẳng vào Cartago. Thành Cartago. Thế này thì mình sẽ phải tấn công cả lên đất Ý cả. Bởi vì là thằng kia nó đang kiểm soát ở vùng Ý rồi. Miền Nam Ý rồi. To come to a conclusion, gradually wearing a settlement and its defenders down. The longer a settlement is under siege, the worse its physical condition becomes, making it easier for the attacker to penetrate the defenses. This also means that the state of a besieged settlement will be reflected in the condition of its buildings and the morale of its defenders during any battle that may take place there. Come together! Artillery ships reporting. The enemy outnumbers us. Phải đánh nhiều hải quân hơn nó mới sướng. Không biết cái tầm ảnh hưởng của chúng ta đang ở đâu. Mình vẫn sẽ duy trì ở cái mức 50% thôi. Không muốn duy trì cao. Ôi à, thành này mà lưu công bằng bộ là cũng ăn lo đòn đấy. Pháo hạ, pháo tường thành của nó đây. Nó đổ bộ hết rồi. Nó đổ bộ hết rồi thì mình lã tháp canh nó đấy.
hạm đội của chúng ta. Mình đang dùng cái pháo là pháo đôi. Đúng rồi, pháo hai đạn. Pháo hai này nó bắn được hai đầu. Đam nó yếu hơn pháo một nhưng mà nó lại bắn được hai phát. Tập luôn. Bình tĩnh nào anh em. Bình tĩnh. Tầm bắn này là ổn rồi. Bắn tới đây không nghiên cứu xem là nó bắn được đến đây không? Không xa. Bắn vào đây trước đi. Nhớ chẳng may khẩu pháo này nó phơi ra thì vẫn mà. Đây rồi. Úi dồi ôi, bắn cái đằng sau chết trước, chết cái đằng sau. Bắn giỏi thật. Được rồi, tiến vào đây là được rồi. Thì bên kia thì mình không thể đánh được. Cứ bình tĩnh đi, không việc gì phải vào bờ rồi. Một phát nữa rồi là sập. Rồi ok. Rất tuyệt. Diệt mấy con lạc đà này. Hết đạn chúng ta lại lạp được mà. Mấy con lạc đà sắt dày này này. Sắp hết tên rồi, lại phải lạp tên thôi. Mấy con ngựa của nó chạy ra khỏi thành rồi. Bắn đạn lửa vào bọn ngựa cho anh.
khéo mình bắn cháy tan nát tất cả nhà cửa. Cháy hết nhà cửa. Đưa bộ binh ra đây để dọa anh ạ. Tên lửa này nó chủ yếu để chống bộ kỵ binh thôi. Pháo hạ mà hết đạn nữa thì bắt đầu mới cho bộ binh đủ. Lúc đấy thì chúng nó cũng gần nát. Bắn mấy con lạc đà. Sẽ đi đâu? Bắn đam xuyên giáp. Cái gì nhỉ? Còn 11 thằng mà nó không bỏ chạy à? Nó không bị kéo cờ trắng à? Cũng hổ báo đấy. Cũng có chi phí ấy. Trời ơi, chúng ta không được gì phải đổ bộ vội. Cứ để cho pháo hạng bắn hết đạn. Mấy con ngựa chạy rồi thì không cho pháo hạng đổ bộ. Mỗi tội là đổ bộ chỉ được có 3 thuyền 1 này. Mình phải cẩn thận đấy. Lạp tên. Bộ binh của mình mà đổ bộ là chúng nó cũng sẽ bắt đầu tràn vào đấy. Nó cũng sẽ bắt đầu ra. Chúng mày ra đây. Tên lửa đâu, chuẩn bị bắn. À, bọn này bắn cả Witching đi.
kinh quá nhỉ. Xông ra như đúng rồi. Xông ra như đúng rồi. Xông ra như đúng rồi. Ây! Bọn thuyền phá này lui ra ngoài hết. Để các cái thuyền đổ bộ bắt đầu đổ bộ vào nào. The general has been killed. Excellent. Áp sát vào đây à? Rồi, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, ba đội quân này cứ bình tĩnh. Chúng nó tấn công ra hướng kia mà. Cứ từ từ, không thể đánh vội vàng như trước đây được. Vãi cái thuyền này. Ok ok. Thuyền gì mà xông tận vào đây này? Lag à? Thuyền bị lag. Tiếp tục các cái thuyền nó vào. Úi dồi. Chạy hết, chạy hết. Ủa đam của nó đi. Đam 51 kìa. Tấn công cận chiến 51 cơ, giáp 73. Cao phết chứ nhỉ. 43. Tiếp một chiếc thuyền nữa là đủ bộ. Kìa. Rút ra đây. Cho mấy con ngựa nó rút ra đây. Cho mấy con ngựa nó ra đây. Chạy được hay không mới là vấn đề đấy. Úi dồi ôi. Trừ tỉ thứ xuống này thì còn đánh đấm gì.
Khu định cư của chúng ta bị cháy. Ba chiếc cuối cùng. Wow. Mấy con ngựa này của nó tèo rồi. Nó náo thì ăn thế nào được. Nó định làm cú cuối à? Có ăn được không mới là vấn đề. Cho mấy cái thuyền pháo hạm này ra ngoài hết. Mấy thằng Speed này khỏe phết nhỉ? Ăn. Chạy thôi, ăn làm sao được. Xong. Chắc là hết rồi. Chắc có thằng tướng ở trong này. Kinh thật. Thuyền này vẫn đầy đạn này, cho vào trước đi. The ship has replenished its ammunition. Bị kẹt à? Mấy cái xe bắn đá nó chạy hết rồi. Bọn này nó làm cầu thang nhà đẹp thế. Xong. Đá cờ luôn. Quẩy đá ăn làm sao được. Lính của mình là lính cầm kiếm rồi.
Lại một trận chiến nữa. Hải quân thì nói chung nó không mạnh được như lục quân. Thật là nhanh chóng, chúng ta đã chiếm được khá nhiều vùng đất. Your orders, my lord. Thật tuyệt, lại kiểm soát được thêm một tỉnh nữa. À, sửa cái này đi, xây thành công trình tôn giáo chúng ta. Ơ, máy bắn đá đời 3 này. Ready for orders. Màu mỡ vùng này 5. Xây nhà ngựa ở đây kìa, nhiều thế. Ready for battle. We fight for you, my lord. Lượt sau mới mua được. Thằng này nó sẽ cử quân sang mà mình đã phục kích địch rồi. Bắt sống nó luôn. Còn một quân đoàn này nữa sẽ sử dụng nốt. Chiến trường phía đông là như vậy, à phía tây là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phía đông. Vệ sinh khá cao kìa, không sợ. Đây, tại mình xây cái công trình này. Từ đã, chưa giảm ngay được. Giảm ngay bây giờ là bị tụt mất vấn đề vệ sinh. Trình tôn giáo. Vùng này thì đợt sau lại có nổi loạn. Đằng nào nó cũng loạn, kệ nó. Sáu, không sợ. Xuống từ từ thôi. Mười lăm, quá nhiều. Chị An vùng này đang lên rồi. Đây này, vấn đề là nó đóng quân ở đây này. Ô, cái đảo này đến 3 phe phái khác nhau rồi kìa.
Are you brave or foolish, or just mad? Well, speak. I will listen before I turn you inside out. Tạo nó tí quà lấy chỗ đi lại phát đã. Gì chứ, chả thấy mình chả thấy thằng nào chê tiền nhỉ? You are welcome. Although my ancestors chẳng thấy có một thằng nào chê tiền hết. Đấy. Hai thằng này mình phát hiện ra là mình phải kết thân ngay. Nó lằng quàng tí nữa mà đề nghị nó tham chiến chống lại thằng kia. Cứ kiểm soát hết châu Phi đã. Kệ bọn trên ấy làm gì thì làm. Chúng ta kiểm soát được Constantinople. Vấn đề là mình phải kiểm soát nốt cái vùng này nữa. Thống nhất lãnh thổ. Mà khó. Nhưng mà rất khó. Qua cái lượt này đi ạ. Một lượt thật là vất vả. Đây rồi, mình còn thêm một quân đoàn nữa sang phía đông. Có thể mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đánh nhau với Sassanid rồi. Có nên tấn công đổ bộ qua cái vùng biển này không nhỉ? Nói chung là tặng quà thì cũng là một cái cách để chúng ta thiết lập cái mối quan hệ ngoại giao khá là tốt. Đông La Mã đang rút dần quân đi rồi. Ái già. I speak with honest and. Không được. Con gái của chúng ta không phải để cho chúng mày cưới được, vừa mới ra giàng. Được tí tuổi chúng mày đã đòi hốt. What? Quân đi, quân Tây La Mã à? Hay thế. Bắt mấy thằng Tây La Mã làm chư hầu, lập được một Estudo phát nhỉ? Có cần không nhỉ? Có cần không? Quan trọng là mình có cần không? Ready for battle. Đây rồi. Lạc đà giáp dày Himasokethai. Đây là loại quái vật nhất này. Ôi ôi, bọn này thì ai mà đánh được nó? Đây là quái vật chứ không phải kỵ binh Ả Rập. Xuất sắc chặn sát thương tầm ra, xuất sắc chống kỵ binh. Như cái bọn này cầm kiếm thì nó thiên về tấn công thôi chứ nó không mạnh về chống kỵ binh. Nhưng mà còn có cái bọn lạc đà nó thiên về sốc cơ mà nhỉ. Chưa rõ lắm. Ấy, để xây công trình tôn giáo như thế đã. Từ từ. Chúng ta sẽ phát triển nhánh quân sự full luôn. Dân sự thì cứ bình tĩnh. Tiền của chúng ta rất nhiều, không thể lo.
Đạo Do Thái ở các cái vùng này còn chưa phát triển đến đâu này, chắc giờ chưa được, từ từ nữa. Phòng tắm Ả Rập cộng 5 và Đạo Do Thái. Mỏng mỡ có 2. Nghèo thế này lấy gì mà sống. Libya. Wow. Sản xuất dầu ô liu. Từ từ đã, chưa xuống hết ngay được. Xuống hết ngay bây giờ là tụt trị an. Và tụt vào vệ sinh. Từ từ. Kệ nó chứ nhở, thằng nào mà chẳng phải xây mất vài lượt cũng không. Đến vùng này hay là xóa từng bên một thôi. Africa, đây rồi, Đạo Do Thái này. Tăng là lương thực đã. Chuyển sang công trình này để rèn khí. Chuyển sang công trình này kiếm thí thực đã đang nghèo chứ. Ôi được. Nó còn chơi cái kia thì sống làm sao được. Đây rồi. Chơi lạc đà. Chơi với con lạc đà này thì chất lắm này. Mấy con lạc đà này nó thiên về để tấn công hạng nặng, kỵ binh cận chiến hạng nặng. Sắc, nó có cái dòng xuất sắc chống kỵ binh thì hay. Nhưng mà thực ra thì về căn bản lạc đà nó cũng đã khắc chế được. Về căn bản thì lạc đà nó sinh ra là để khắc chế ngựa rồi. All men must serve. Impossible, my lord. Stop. Quân chúng nó đi đâu hết rồi. Ready for orders. Lay siege to the settlement. Để chắc ăn chúng ta cứ cử hai quân đoàn đi. We fight for you, my lord. Chiến trường châu Phi là như vậy. Này thì easy quá. Đã đến lúc vương quốc Himya bắt đầu phản tấn công trên toàn mặt trận rồi. Mình đang chờ cái đội lạc đà xịn nào chứ có. My lord. Kill them all. March at once. Hay quá. Ôi được cái món này phát là giàu ngay. Cung điện này thì không cần, chúng ta sẽ xây dựng công trình tôn giáo nhá. Để nhanh lên tôn giáo không là chúng ta tụt nhanh lắm. Chấp nhận. Chấp nhận đã.
Rồi, đóng quân đây là ổn rồi. Chơi mấy con lạc đà mới để cho nó chất. At your command. Come join our ranks. Nhìn thấy nó chất phết đấy. Cung thủ Nubian tinh nhuệ. Xuất sắc trong bộ bắn. Tốt trận sát thương tầm xa. Sát thương tầm xa 41. Bọn này bắn mạnh hơn này, đạn dược nhiều hơn. Đắt hơn đấy chứ. À, dùng bọn đấy thì dùng Kudit Archer còn hay hơn. Nếu chuyển hết nhà lính sang bên này thì sao nhỉ? Nó miễn thuế toàn bộ vùng này à? Nghe cũng có vẻ không ổn lắm. Quan hệ ngoại giao thì chắc là mình đang rất thân với Sassanid rồi. Mình đang chiến tranh mà. Với kẻ thù của nó, đúng rồi. Tây La Mã ở đây. Đang nghiên cứu xem nó có muốn bắt không. Bắt thì bắt được nhưng mà... Bắt kiếm mấy thằng Testudo rồi. Chả cần. Bắt thì được mấy thằng Testudo thôi. À, không bắt được à? Ready for orders. Không bắt được. Chuyển đạo Do Thái sang đây à? Vệ sinh tới tất cả các vùng miền. Ready for orders. Get to it, man. Chưa thể rút quân đi được. Trong bữa này nó lại vây cái thành này rồi, mình lại không chiếm được rồi. Không biết phương Bắc này có cái vấn đề gì không nữa. Phía Bắc này thì có thằng nào nhỉ? Mình chỉ kiểm soát nốt cái vùng này thôi. Phía đông con sông này thôi, gặp mấy thằng dợ trên lên đến đây là chúng ta đã gặp, chúng ta đã mất lợi rồi, chúng ta không còn được hỗ trợ ở sa mạc nữa rồi. Mà tiến sâu lên đây không phải là giải pháp. Nên sâu lên cái vùng này là không phải giải pháp tốt. Ồ, thằng Hung Nô đang đốt sạch ở trên này rồi đó. Hung Nô đã đốt hết trên này rồi. Chị An mấy cái vùng này còn là cả một vấn đề đấy. Hạm đội này xong, sau đó sẽ lại cử sang bên này. Vùng bên này à...
hai quân đoàn này nó đóng ở đây là nếu mình rút quân đi một phát là nó sẽ cử quân nó đánh ngay đấy. Tận cùng vùng này chỉ còn một cái làng ở đây nữa thôi. Đúng như đấy, thẳng vào đấy. Mà quan trọng là phía này chúng ta chưa có lực lượng phòng thủ ở đây. Nó chưa đủ lực để tiến xuống. Mình cũng chưa sợ lắm. Ok. Hai thống đốc cơ mà. Africa. Syria. Mình đang thiếu lãnh đạo nghiêm trọng. Mình đang thiếu lãnh đạo nghiêm trọng. Bao giờ mới lên được đến 70? Thành lập mấy hạm đội nữa để bảo vệ các cái đảo ngoài biển. Tiền mình có mà, nhưng mà bây giờ hết tướng rồi. Vấn đề bây giờ mình cũng hết mất tướng. Chưa gặp Hung Nô. Mấy anh sa mạc này đấu với Hung Nô mà. Nhưng mà quân Himya này nó lại không có lính Spi mạnh. Nó toàn lính thiên về xuyên giáp và kính kiếm thôi. Đấy, nó lại không được như thằng Ascum. Ascum thì rất mạnh về lính Spi. Ăn nổi không? Ái già, khôn phết nhỉ. Đấy, kiểu này là nó vừa có thể mặt trước mình, mặt sau đánh được mình. Như này thì ăn được không? Không ăn được à? À, nhả à? Nhả, 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 nhả. Thấy không ăn được nhả kìa. À, khôn. Tưởng mày thế nào? Khả năng mình sẽ cắm trại cho nó đập. Ồ. Hạm đội mình chưa hồi phục hoàn toàn. Quân trong thành thì cũng cực yếu. Trận này căng à nha. Trận này có thua thì chăng nữa thì mình cũng sẽ chiếm lại được. Nhưng mà ai à, nó là lính speed đời cuối rồi đấy. Nói chung thì nó đổ bộ đường biển. Ôi, pháo của nó sẽ đi vào được bằng đất liền. Ghê đấy. Chiến tranh sang phía đông này cũng không phải à, phía tây. Thực ra mình cũng không muốn tiến sang phía tây này. Anh em cứ bảo tiến sang phía tây chiếm hết châu Phi. Mình ở Trung Đông mà mình cũng chiếm hết cả châu Phi. Capture points inside a besieged settlement such as gates, towers and plazas give different advantages to the army controlling them. Chui vào đây cho lành. In order to take control of such positions, units must stand next to them until the enemy's banner is lowered and their own factions is raised. The greater the number of units gathered around a capture point, the sooner they will be able to acquire it.
Cavalry do not need to be dismounted to do this. Thế thôi, làm gì còn chỗ nào để mà đặt nữa đâu nhỉ? Hết rồi. Pháo binh gắn liền. Toang thật rồi, chỗ này toang thật rồi. Nó đổ bộ vào đây à? Nó đổ bộ vào đây thì pháo hạng có đến đây là bắn được tương đối rồi. Chơi đây. Artillery ships reporting. Enemy reinforcements. The wind's at their back. Ôi ôi, bắn sập hết nhà mình. The walls have fallen. To the breach! We are losing ground! Firepower ready! Pháo hạng sao chưa bắn à? The gates have been destroyed by the enemy! Xa quá, mình đặt xa quá. The tower has fallen. Artillery at your command. Move to position. Firepower ready. Artillery ships reporting. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Toang thật rồi ông giáo à. Nó vào bờ hết rồi. One of our ships can no longer fire. Toang thật rồi. The whole unit has been destroyed. Artillery ships ready. Artillery ships reporting. Tiến nhanh lên sao nào.
Đứa lởn vởn đây làm cái gì? Hạ hết hạm đội này của nó xuống nữa. Our men have regrouped. Breaking off. Cho nó chìm hết đi. The gates have fallen. The enemy advances. Cổng thành đã bị chiếm à? Ôi dồi ôi. Rồi, tốt. Bắn. Nhanh đổ bộ lên. Nó chỉ còn ngựa nữa. Cố gắng giết hết bọn bộ binh của nó chứ. Nó chỉ còn xe bắn đá và kỵ binh thì chắc là ăn được. Tao sợ mày quá cơ. Mày cho mấy thằng này rút ra đi. Tí nữa còn đi lùa pháo của nó. Bắn hết lục quân của nó đã. Đúng rồi. Chỉ còn độ bộ binh tràn vào. Khu định cư của chúng ta đang bị cháy à? Không sợ. Nó không cho được bộ binh đổ bộ thì nó không làm ăn được gì đâu. Ừ, đứng đây đi. Nó vào phát thì còn bắn. Đổ bộ lốt đi khu. Chắc nó sẽ ở bộ hướng này. Ngựa của nó hỏng rồi. Ủa nó phá. Ôi dồi ôi, pháo của nó từ ngoài này nó bắn vào được á. Kệ. Chả có sự lựa chọn nào khác. Đánh. Mà mình cũng đâu có pháo nữa đâu. À đâu có kỵ binh đâu để mà lùa. Nó phải còn. Nó còn bộ binh không nhỉ? Sợ còn bộ binh thì chết dở. Chắc không còn rồi, còn pháo thôi. Ồ. Tướng gì mà có 72 thằng này?
hết đạn thì cũng xong, không có gì đâu mà. Đây là pháo đi vào được đây cả. Giỏi thế. Hết quân. Nhấp nháy rồi. Lung lay hết rồi. Rất tuyệt vời. Các anh ấy đã chiến đấu rất tuyệt vời. À, đã bỏ xe nó trèo vào đấy. Mấy thằng pháo này bỏ xe nó trèo vào. Ờ, thông minh lắm. Cứ bỏ xe mà trèo vào. Chạy nhanh lên, chạy chậm này làm gì? Ôi, chạy chậm nó bắn cho chết à? Ready to march. Spread arms for honor. Malay infantry at the ready. Đứng sát ở đây, đỡ chết. Bắn ba cái thằng bắn đá này, mày đây. Ô, phơi mình chết nhiều phết đấy. Còn cái thằng bắn đá nữa, vào đây. Vẫn còn giữ được một cái tháp canh ở đây. We have our walls are under attack. We are at your command. Thôi rồi. Nó vào đây thì nó cũng bị tháp canh bắn, hoặc nếu không nó phải tốn đạn để diệt tháp canh của mình. Dù theo cách nào thì cũng có hạn thì hoàn toàn không thể bắn được nó. Còn nếu có thì chúng ta bắn thế chúng ta cũng bị chết. À, mình chặn cái lối này rồi thì nó... Sao nó biết đi đường này nhỉ? Vào đây này. Ôi dồi ôi, nó bắt đầu nó lã pháo kìa. Lã đây. Ừ. Kinh quá. Nó còn nhiều đạn lắm. Đó, vẫn còn phải bắn nhiều.
đứng ra đây. Đứng đây để giảm thương phong. Nó bị phá bắn. Diệt bằng hết bọn pháo này của nó luôn. Ai dạ. Cứ để nó bắn, bắn hết đạn thôi mà. Mình biết mình nghĩ trận này mình thua. À, sập tường của anh xuống à. Nó bắn đi hết đạn thôi, làm gì. Ôi giời ơi, bắn. Cổng thành đã vỡ rồi đấy, vào đây. Hết giờ thì nó thua, nhưng mà mình mà chơi đến hết giờ thì nó bắt rồi. Đã đến lúc rồi. Kinh không? Trèo vào, úi giời. Đứng giản ra, chịu đạn đi, cho bọn kia nó bắn. Xong. Chạy hết. Một chiến thắng anh dũng. Một chiến thắng anh dũng. Đánh chìm ha toàn bộ hạm đội của nó. Những người lính quả cả đã chiến thắng anh dũng. Là những người lính tuyệt vời. Chúng ta mất duy nhất một chiếc thuyền bắn tên. Điều đó mà không quan trọng. Chúng ta có thể tuyển lại được ngay lập tức. Chết cả vua của nó luôn đấy. Lại có quân nổi dậy ở đây à? Cái vùng này đến không yên nổi. À, mình tiến nhanh quá cũng không được đâu mà. Nó lại nổi loạn lại mà. Khổ ghê. Tiến nhanh quá cũng không được. For you, my lord. Yeah.
Mình cũng không có ý định bắt mấy thằng La Mã. Bất đồng văn hóa và tôn giáo mệt lắm. Do thám cho anh. Quân đoàn rút lui đấy. Chúa tể chiến tranh, không? Chúa tể chiến tranh. Áp giáp cho quân đội nữa. Lên cấp 4 luôn. Sau đó mình lại ăn lóc phát phát nữa. Thế thôi, chứ còn bây giờ xây 3 công trình ở 3 vùng thì tốn kém lắm. Hạng nặng rồi. Lãnh chúa sa mạc hạng nặng. Áp giáp này, áp tăng giáp đã, tí nữa tăng đam theo. Tiền thì không thiếu. Mình nói rồi, tiền chúng ta không thiếu mà. Nhà tắm Ả Rập. Ethiopia. 60 lương thực. Thuyền đâm húc à? Ờ đúng rồi. Chúng ta không có thuyền đâm húc. Mở khóa tuyển dụng lưu ban công kích cướp biển đột kích sao mà thay thế chứ. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta chưa có thuyền đâm húc. Thuyền đâm húc thì rất phù hợp trong cái lối chơi của mình. Rất phù hợp với lối chơi của mình. Cấp được kỵ binh lên rồi. Cái vùng này bây giờ mà muốn kiếm mà xây nhà lính lên đời cuối thì chết dở nhỉ. Tôn giáo. Chị An đến bao giờ mới ổn được cái vùng này? Lại đây có nổi loạn này. Cho quân đoàn này đi dẹp loạn chứ không. Đứng trên này phí của quá. Thật khó. Ready for battle. We cannot sail there. Mày di chuyển xa ghê nhỉ? Kill the cowards. Không dẹp yên được loạn thì mệt lắm. Attila này cái vấn đề trị an của nó cũng là vấn đề rất đau đầu. Rất mất quá nhiều thời gian để trị an một cái vùng nào đó. At your command. It is an honor to serve you. Có thầy tu đứng đây rồi mà vẫn không trị an được à? Có thầy tu đứng đây rồi mà trị an vẫn thấp. Cái này nó chỉ tăng cái lượng lính hải quân được tuyển lên 1 nữa thôi. À mở khóa tuyển dụng kìa.
Xây nhà lính. Palestine. Vùng đất linh thiêng của cả ba tôn giáo. Là thành Jerusalem. Thành phố Jerusalem. Hết gặp tiền, không nâng cấp được cái nhà lính này lên này. Kuzbekai cưỡi ngựa. Ready for orders. Lead reporting, my lord. Hạ sát luôn hai hạm đội này của nó. Attack! For honor and glory. Chim xuống. Chọn hồi quân chứ, đương nhiên. Yes. Kill the cowards. Sợ anh chưa? Rồi rút quân về đây. Đánh trận xong còn hồi thêm quân, nhưng không mất quân mà không những không mất quân còn hồi thêm quân. Chúng mày cắm trại à? I am no one. Chúng mày cắm trại cả. To victory. That is impossible. For honor and great glory. Besieging settlement, waiting for more orders. Let them cower before our might. Bộ binh rất là nhiều. Xong. We fight for you, my lord. À, nó kiểm soát được đến tận đây rồi cơ. Ôi, đánh nhau với mấy, lại gặp mấy thằng Viking phương Bắc rồi. Greetings. Now speak plainly. For ôi, tặng quà được cho nó phát đã, không cần chết đấy. Tặng quà. Mấy chỗ đi lại, ông chết rồi, không có tiền. Từ từ á, mấy công trình này không xây vội. Tiền tặng quà cho bọn này á. Greetings. Now speak plainly, for we are in order. Lại suy yếu rồi. Đang tăng trưởng. Tặng tí quà, lấy chỗ đi lại phát. Mình phải giải quyết khu vực châu Phi đã. À, đây có gỗ này. Một trong những cái tài nguyên cực kỳ quan trọng mà chúng ta rất cần. All men must serve. I will come from the darkness. My lord. Áp tướng lên à. Thất bại à? Không sao cả. Ôi, nó full kỵ. Full kỵ. À,
ai cũng có thể mắc lỗi, chỉ có kẻ ngốc mới cố chấp với sai lầm của mình. Cicero, một người được cho là rất khôn ngoan và biết, đã sống sót sau cái cuộc đảo chính lại Caesar, nhưng cuối cùng lại quyết định một quyết định khá là không khôn ngoan khi ủng hộ phe là nghị viện La Mã, dẫn đến bị hoàng đế đầu tiên của La Mã là Octavius xử tử. Nó đúng hơn là cho người đến giết nhỉ? Thông minh cũng không thể thông minh mãi được. Thật buồn cho Octavius. Cicero, một con người tuyệt vời. Thật là tuyệt vời cho Cicero. Cái địa hình kiểu như thế này thì quân địch rất khó chơi. Nhưng mà nó có xe bắn đá, mình cũng phải buộc phá xe bắn đá nó. Thật may chúng ta có 4 đội lạc đà. Mình sẽ cố gắng đi theo triền núi này xuống và bắt cái con xe bắn đá đó. Would you be unmanned by these dogs? Would you have it known you fled before them? I would rather fight and die than be known a coward. Nó ở dưới chân dốc thì nhiều khả năng nó còn không quan sát được mình. The enemy has been sighted. Bởi vì là dưới chân núi thì nó không nhìn được lên trên, mình trên đỉnh núi thì còn thuận lợi hơn nó. Warlord! Riders at the double! Lên đỉnh núi để quan sát. Nó phun kỵ mà, anh em bình tĩnh. Chúng ta sẽ cho kỵ binh lạc đà chúng ta di chuyển ra đây. Nói chung nó tấn công kỵ binh mà tấn công ở sườn dốc như này thì bất lợi rồi. Đây chính là lý do mà Carthage của Ba Tư đã không thể làm gì được, đã thất bại, chỉ chiến thắng được La Mã ở trận gặp người giàu nhất La Mã thôi, còn về sau thì phế rồi. Tớ nó đây này. Đây rồi. Chúng ta mặc dù ở Trung Đông nhưng mà chúng ta không có kỵ binh. Đó là một bất lợi cực lớn. Chúng ta lại không mạnh. Ui dồi ôi. Chết rồi, đạo quân này nhấp nháy rồi này. Cái quái là tinh thần chiến đấu yếu thế. Đạo quân này mới thành lập rồi.
mày chơi nhau với anh à? Ôi, sao lính của mình vỡ trận kinh này? Cho ngay lạc đà về để bảo vệ nhé. Ôi, sốc kỵ nó kinh thế cả. Vãi nhở? Rút về đây. Lấy cái xe bắn đá làm tường. Về đây anh em. Sốc kỵ của nó mạnh hơn mình tưởng đấy. Bình tĩnh đi, sao cứ phải chạy nhanh thế. Đây, lấy cái xe bắn đá của nó làm tường. Nhanh. Tập hợp lại lực lượng em. Mấy cái xe bắn đá nó làm tường là được mà. Nhà anh mấy con này không còn đánh nhau bộ binh của nó. Đây. Ôi, sốc kỵ nó kinh quá. Giết thằng tướng nó đi, không là thua đấy. Đây này, lính gì mà tinh thần chiến đấu vãi lúa thế này. Tinh thần chiến đấu của mình tệ quá. May mà mình có đội lạc đà này kéo lại. Đội binh cận chiến rồi, lùi về đây. Lập hàng tuyến nhanh. Rồi, tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi, nó bỏ chạy thôi. Sợ đây. Chỉ có đội lạc đà này thôi chứ khỏe. Wow. Sợ quá đấy. Kinh quá nhỉ, mấy thằng sốc kỵ này của nó gớm thật. Mình lại không có lính speed. Không lẽ lại phải bắt mấy thằng La Mã thật à? Ừ, bắt mấy thằng La Mã phương đông thì nó có speed mạnh hơn. Vừa kháng được Testudo vừa ấy nhỉ. Cũng khó, chơi thế thì không hay lắm. On the move, my lord. At your command. Ôi, bọn lạ, bọn sốc kỵ của nó gớm thật. Mình, đấy là mình còn đứng ở trên sườn dốc rồi đấy. Mình mà đứng ở chân dốc thì cũng phải cứ hỏi nó ăn đòn. Make haste, men. Bây giờ ready for battle. Mọi việc có vẻ cũng tạm sống được rồi. Vấn đề là bây giờ -12 không phải vấn đề lắm. Chiến vùng này cũng không phải là vấn đề khó. Hết tiền. Hai, một lượt nữa mới mua được thêm một đội lạc đà. Tấn công sang vùng này à? Đó là một hạm đội. Rất căng thẳng. Vẫn rất căng thẳng. At your service. It is an honor to serve you. Nhìn đến hai thầy tu cắm trại với ổn à. Mình cần cái mỏ chì thôi. Ồ, thống đốc.
Ok. Vấn đề là mình có đủ tiền để lấy lòng tất cả bọn kia không nhỉ? Hơi khó. Hơi khó để có thể lấy lòng được tất cả bọn kia đây. Lấy lòng tất cả các phe là một việc cực kỳ khó. Ấy, Đông La Mã cũng không phải là còn ít quân đâu. Mà quay này nó chưa đến rồi. Chẳng qua là nó chưa đến rồi. Nó lại diệt trừ nổi loạn này. Phía Bắc kia lại có quân nổi dậy kìa. Ui giời ơi, chiến tranh ấy, chiếm đóng thì nó dễ nhưng mà trị an nó là cả vấn đề. Rồi, kệ nó thôi. Mình cũng không muốn tiến nhanh quá. Tiến nhanh quá cũng không được. Vấn đề của nhà nước, cống phẩm nhận thôi. Gì chứ tặng quà tội gì không nhận. Mình có một cô con gái. Hai mươi ba tuổi. Thống đốc vùng Ai Cập 41 tuổi. Thống đốc 39 tuổi. 34 một tướng 34 tuổi. Đô đốc 29 tuổi. Thống đốc 27 tuổi. 23. 27 tuổi đi. Dù sao thì thấy nghe nó phải hợp lý. Cho lái lấy ông già quá ấy. Rồi bình tĩnh, vùng này nó đang bị giảm vệ sinh là do... Có lẽ vùng này mình cũng không nên xây nhà lính ở đây nữa. Bởi vì vùng này quá xa cái vùng để mình phát triển quân. Lương thực rất màu mỡ. Đây rồi. Cái vùng này lương thực nhiều. Libya. Cái gì, vùng này không xây được công trình tôn giáo á? Đây này nó có cái công trình này này, không xây được rồi. Lại buộc phải xây dưới nước tiếp à? Ừ, đúng rồi. Cái công trình mà nó có cái đấy thì không xây được. Africa. Trừ 46 lương thực quá nhiều. Bảy lương thực thì có thể chuyển sang công trình văn hóa được.
Hết tiền rồi. Không thể đủ tiền để làm được nhiều việc cùng lúc. Ready for orders at your command. Hai thằng thương vong. Quân đoàn này có hai thằng đầy máu. Tuyệt vời. Vừa đẹp. On the move, my lord. My lord. At your command. Let them cower before our might. Tiêu diệt nó. Besieging settlement. Nó bọn này chịu khó mua xe bắn đá ghê nhỉ. We take this settlement for you, my lord. Do thám vùng này cho anh. We fight for you, my lord. Behind. Ready for orders. Tôn giáo này 43% tụt ầm ầm do chúng ta chiếm thêm đất. At your command. Thái tử à? It is an honor to serve you. Ready for battle. Going aport. My words are yours to direct. My lord. Hai thằng cắm ở đây mà vẫn không ăn thua. Vãi lúa thật. My lord. Quân đoàn nổi loạn thì không sợ lắm. I am no one. Đi dò thám đi sao? I go. Nó cũng không còn nhiều quân nữa đâu. Thằng Đông La Mã sắp dẹo rồi. Mình có một quân đoàn thế này cơ mà. Một lượt nữa. Khử ngay cái thằng này đi cho chắc cờ. Vẫn phải thành lập thêm một hạm đội nữa. Tiếc là chúng ta không còn tiền nữa. Ta không còn nhiều tiền nữa. For honor and great glory. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Before you say anything. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.